Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bí Phượng cứ mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về thống kê dân số 2020 với Nguyễn Thị Ngọc Giao do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý vị chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là một cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt để tìm hiểu về Bureau of Census năm 2020 À, chúng tôi muốn tìm hiểu lý do là tại vì khi mà chúng ta à, ghi danh để mà chúng ta được à, kiểm kê trong cái chương trình này thì nó lợi ích như thế nào và những cái điều gì mà quý đồng hương lo ngại đó là lý do mà tại sao chúng tôi tiếp xúc với là chị Giao à, chị Giao là một trong những người bạn của chúng tôi à, Nguyễn Thị Ngọc Giao à, làm cho một cái chương trình mà chúng tôi gọi là tiếng nói của người Mỹ gốc Việt ở tại Virginia và cái tổ chức này được à, tiến cử để mà làm những cái công việc để mà giải thích hoặc là cung cấp những cái à, dịch vụ hay là những cái chương trình mà lợi ích để mà chúng ta hiểu biết để mà chúng ta tích cực tham gia vào chương trình của Bureau of Census năm 2020 và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi và chị Nguyễn Thị Ngọc Giao à, trước hết xin kính chào chị Giao kính chào anh Nhân và kính chào khán giả của SBTNDC để mở đầu chị Giao có thể cho biết rằng cái tiếng nói người Mỹ gốc Việt cái tổ chức của chị Giao được không? Dạ. Vâng tiếng nói người Mỹ gốc Việt là một tổ chức vô vị lợi hay là non profit chúng tôi làm việc để mang lại cái sức mạnh cho tiếng nói người Mỹ gốc Việt. Và chúng tôi làm việc quan tâm đến cái căn bản của một nền dân chủ chính thức của Hoa Kỳ. Thì trong đó từ 2 năm 10, 2 năm 2010 chúng tôi đã có làm việc thống kê dân số và sau đó đi đến việc phân phối địa hạn bầu cử và đã nỗ lực giúp kêu gọi đồng hương ghi danh đi bầu và đi bỏ phiếu cũng như là mang đến những tin tức về các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử tại Virginia. Và tại khắp nơi, đó là cái việc làm của tiếng nói người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi không có đảng phái. Yeah. Yeah. Và khi mà chúng ta nói Bureau of Census thì chị Giao có thể cho biết thêm đó là cứ mỗi 10 năm họ làm thống kê một lần. Và làm thống kê như vậy, một cái, cái tổ chức của họ như thế nào và đã được chuẩn bị ra sao rồi cho đến ngày hôm nay? Nếu mà chúng ta muốn biết thì những điều gì mà chị Giao có thể phổ biến? Vâng, thống kê dân số lập ra một cái nhà, nó gọi là Census Bureau thì cái luật về kiểm kê dân số mỗi 10 năm là một luật pháp định ở trên hiến pháp Hoa Kỳ. Cứ mỗi 10 năm thì chính quyền Hoa Kỳ phải đếm người dân để mà đưa ra một số tiền để mà lo cho người dân. Đây là cái quan niệm vì dân của một đất nước cộng hòa mà Hoa Kỳ theo chính thể cộng hòa thì nó có hai hai phần: vì dân và do dân vì dân tức là chính quyền phải lo cho người dân và phải đưa ra một số tiền để lo cho mỗi đầu người và do dân là sau đó thì dựa theo cái số người đếm được người ta sẽ chia ra là có bao nhiêu người được bỏ phiếu để bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ Hạ viện Hoa Kỳ là một cái viện để mà đại diện cho người dân thì viện thống kê dân số của Hoa Kỳ đã được thành lập từ rất lâu để mà lo những chuyện này trong suốt thời gian thực sự không chỉ có mỗi 10 năm mà họ lo theo suốt mỗi năm họ có những chương trình tìm hiểu Nhưng mà mỗi 10 năm thì theo uh, Hiến pháp Hoa Kỳ Chính quyền phải làm một cuộc tổng kiểm kê dân số Và vấn đề ngân sách thì như thế nào dạ thưa chị Dâu Vấn đề ngân sách thì trên thực tế là cái nhu cầu của người dân phải được đặt làm căn bản thì Trước đây cái ngân sách người ta tính là phải được 2.000 đồng một đồng người Nhưng mà gần đây thì vì có vấn đề thâm hụt ngân quỹ chúng ta bắt đầu thấy có những cái tính toán để mà giảm cái tiền chi đó đi, thì bây giờ người ta nói là có thể là chỉ có được khoảng ngàn rưỡi hay ngàn tám một đầu người mà thôi. À, trong cái số tiền này thì chúng ta biết là chính quyền liên bang nhận được tiền thuế từ mọi người và cái tiền thuế này sẽ được trả lại cho tiểu bang để lo những nhu cầu căn bản của người dân, đó là nhu cầu có nhà ở, có thức ăn, có trường học có lo về y tế, có lo về những chương trình chữa lửa, cấp cứu, an sinh xã hội như là cần thì gọi cảnh sát. Và ngay cả đường xá, những hệ thống um, công viên, công cộng, tất cả mọi nhu cầu một người dân của một đất nước Cộng hòa được hưởng. Nếu mà chúng ta vào một cái chi tiết giống như là người Việt Nam chúng ta ghi danh nhiều thì mình có được những cái lợi ích về vấn đề văn hóa hay là chương trình Việt ngữ không chị Giao? Vâng, đó đó là vấn đề chính là vì khi mà chúng tôi làm cái kiểm kê dân số năm 2010 đó thì nó đưa đến là người Việt Nam ở Fort Church rất đông. Và từ đó chúng tôi bắt đầu kêu gọi là phải có tiếng Việt ở Fort Church và ở Fairfax County đã đưa ra cái chương trình lớp tiếng Việt tại trường trung học Fort Church. Bây giờ đã lên đến cấp 4. Thì chúng ta dựa vào cái con số người dân đếm được. Trong cái câu hỏi của kiểm kê dân số nó có hỏi là bạn là người gì và bạn nói tiếng gì và khi mà chúng ta nói tới vấn đề văn hóa, nói tới vấn đề những cái sắc dân á thì ngay cả những cái chương trình giống như Meal on Wheel họ cũng cung cấp thức ăn của người Việt Nam cho người Việt Nam cái điều đó nó có dính cái cái sensor này không chị? Vâng những cái chi tiết này nó có giúp để mà nếu mà có người muốn thực hiện những chương trình này họ có thể sử dụng vào đó để mà xin chính quyền uh, chấp nhận chẳng hạn như là ở đây sau này những cụ lớn tuổi ở Việt Nam uh, ở đây nói tiếng Việt đã yêu cầu được có cái chương trình home healthcare mà có những người Việt nói tiếng Việt, nấu ăn tiếng Việt đến nhà để chăm nom cho các cụ. Những người này được trả tiền 10 đồng 15 đồng một giờ thì họ cũng dựa trên những cái dự kiện này để dạ. mà họ giúp những cái chương trình này. Và thi bằng lái hoặc là thi quốc tịch Mỹ nó có ảnh hưởng tới cái cái cái, cái chương trình này không chị chị? tiếng Việt thi bằng tiếng Việt hay là dạ, đã mình đi... có chương trình được thi bằng tiếng Việt dạ. thì chúng ta thấy là đây đều tất cả những điều này trên nguyên tắc thì họ không có nói rõ ra nhưng mà khi mà những chương trình nhỏ như vậy thì họ đều dựa vào những chi tiết cung cấp bởi sở thống kê nhân số yeah. và khi mà chúng ta nói là chúng ta phải tham gia tích cực chương trình này thì đó là một cái lợi điểm cho chúng ta nhưng mà nhiều người họ lo ngại tại sao có sự lo ngại họ sợ cái điều gì mà họ lo ngại à, theo cái chương trình của chị đi giao làm thì có kinh nghiệm gì về vấn đề này vậy? vâng gần đây tổng thống trump có ở cái chính sách là trục xuất những người di dân và có nhiều người di dân chưa có quốc tịch thì bị trục xuất nếu mà họ có phạm một lỗi lầm nào đó. Thì theo thống kê, trong hai năm vừa qua có rất đông người Việt, người Mỹ gốc Việt bị trục xuất về. Dù rằng khi họ nhập cư vào Hoa Kỳ trước năm 1995, họ là diện gọi là tị nạn, nhưng mà cũng bị trục xuất. Thì người ta lo là những người này hay gia đình những người này hay những người không có đủ giấy tờ sẽ không có dám khai cái bản kiểm kê dân số. Trên thực tế thì cái bản kiểm kê dân số không có câu hỏi về giấy tờ di trú, không có câu hỏi về tình trạng di trú và cái câu hỏi về quốc tịch thì đã phải đưa lên đến tối cao pháp viện để mà quyết định và tối cao pháp viện đã quyết định là không được mang cái câu hỏi về quốc tịch vào. Do đó chúng ta hoàn toàn không có lo sợ nhưng mà họ có hỏi về vấn đề tội phạm bao nhiêu tích kịch mình bị vi phạm hay là có thiếu hoàn, nợ ai hay không vậy? hoàn toàn không có tất cả những chi tiết cá nhân đều không có được hỏi họ chỉ hỏi là có bao nhiêu người ở địa chỉ đó những người này ở bao nhiêu tuổi và thuộc giống dân nào nói tiếng gì Yeah. đơn giản như thế thôi. Yeah. yeah. Xin cảm ơn chị Giao. Yeah. Yeah, cảm ơn anh Nhân. Dạ, yeah, kính thưa vị, chương trình của chúng tôi và chị Nguyễn Thị Ngọc Giao đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới để tìm hiểu về những cái lợi ích thiết thực của cộng đồng chúng ta khi mà chúng ta tích cực ghi danh trong cái chương trình của Census Bureau năm 2020. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sbtn.tv. Viết phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối ăn vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Kính thưa quý đồng hương, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự đêm ca nhạc Giáng sinh và quê hương được tổ chức vào ngày thứ Bảy 21 tháng 12 năm 2019. Chúng ta đến để vui mừng Giáng sinh và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thương xót về những đồng hương của chúng ta đang sống khốn khổ tại Thái Lan. Mọi sự đóng góp xin gửi cho hội người Việt đây tên. Chân thành cảm ơn quý vị. Nếu quý vị muốn đặt bàn xin liên lạc với ban tổ chức trên poster. Trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức Đinh Viết Bình và Đỗ Cao Trị.